Ok, trước khi giải nén thì chúng ta sẽ làm một cái thao tác như sau, đúng không ạ? Thì các bạn hãy click vào đây. Các bạn gõ cho nhất là date and time setting, đúng không ạ? Gõ cái vào ô tìm kiếm này. Date and time setting. Hoặc là các bạn click vào control panel, đúng không ạ? Control panel. Rồi các bạn cũng click vào date and time. Đó, thì nó cũng tương tự thôi. Rồi tiếp đến thì các bạn click vào đây. Change date and time, được không ạ? Rồi các bạn click vào cái phần này. Đó, các bạn lựa chọn lại cái định dạng ngày, đúng không ạ? Định dạng ngày đó là tháng, ngày, năm, đúng không ạ? Lựa chọn cái tháng, ngày, năm. Bắt buộc các bạn phải chọn định dạng này thì phần mềm nó mới tiến hành đăng được, đúng không ạ? Với kích hoạt được phần mềm của chúng ta thì nó mới tương thích được với Facebook đó, để chúng ta có thể đăng được bài trên nhóm. Rồi các bạn nhấn OK. OK, nhất làm lại, đúng không ạ? Nhấn lại, các bạn click vô control panel, đúng không ạ? Truy cập vào control panel, nhấn date and time. Rồi bước tiếp theo này, các bạn click vào change date and time. Rồi các bạn click vào đây, change calendar setting. Rồi các bạn lựa chọn cái định dạng này, đúng không ạ? Tháng, ngày, năm theo cái định dạng này. Và nhất nhắc lại là phải cài đặt định dạng này nhé, thì phần mềm của chúng ta mới có thể hoạt động được, nó mới tương thích và chúng ta mới có thể đăng được trên Facebook. Rồi các bạn nhấn OK, nhấn OK, nhấn OK. Rồi với cái cách mà các bạn gõ date and time nó cũng tương tự thôi, đúng không ạ? Đây, các bạn click xuống dòng cuối cùng đó, các bạn cũng lựa chọn cái dòng đầu tiên này. Chúng ta làm một trong hai cách đều được, đúng không ạ? Man đây có định dạng này. OK, như vậy là được. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành giải nén.